Đi nhà tụi Mỹ tới đây nè các bạn, nó chơi, nó đi chơi nè các bạn. Đó, chiếc tàu nó nè các bạn, thấy bự khổng lồ không? Đó, bây giờ nó đang đưa xuống nè các bạn. Đó, nó đang đưa xuống để nó chơi nè các bạn. Các bạn thấy chiếc tàu nó không? Bự cá thù luôn á. Đó các bạn thấy giờ nè, nó sẽ đưa chiếc tàu nó xuống nè các bạn. Tàu nó bự cát xù luôn đó các bạn. Oh wow, quá đẹp luôn đó các bạn. Đó, giờ nó đưa xuống từ từ các bạn, nó đưa xuống biển nè các bạn. Đó, Covid, Covid Mỹ nó chơi là nó chơi rồi các bạn ơi. Nó mới sợ gì đó, đó. Nè, chiếc xe của nó nè, đó giờ nó đang đưa xuống nè các bạn. Hôm nay cả nhà mình đi coi như đi biển chơi. Đó, các bạn thấy không? Tàu nó đó. Đó, nó đưa tàu nó xuống nè các bạn. Đó, các bạn thấy mùa Covid không? Covid, Covid chứ Mỹ nó chơi là chơi các bạn. Đó. Bạn thấy Mỹ không? Tụi Mỹ tụi nó giàu không? Đó, chiếc chắc của nó nè, đó, nó kéo chiếc tàu nó xuống nước nè các bạn. Wow, quá đẹp các bạn ha. Mình chiếc này nó không có rẻ đâu nha các bạn. Đó, nó đưa xuống rồi đó, giờ chiếc tàu nó xuống đó, nó ra nè các bạn. Đó, có chiếc kế bên nó cũng xuống nè các bạn. Chiếc nữa nè các bạn, chiếc này là của người Việt nha các bạn. Các bạn thấy không, người Việt đó không, thứ bảy là người ta đưa tàu ra người ta đi chơi gấp. Đây hai chiếc cano mới nè các bạn, của tụi Mỹ nè các bạn. Đó, giờ nó đang thả xuống á. Đó, hai chiếc các bạn. Các bạn thấy người Mỹ ăn chơi không, ngày thứ bảy và chủ nhật đó các bạn. Phía bên kia là chiếc của người Việt của mình đó các bạn, thứ bảy cả gia đình đi á. Đó, cũng
cuộc sống của bên Mỹ là vậy á các bạn. Thứ bảy và chủ nhật á, là người ta enjoy, người ta đi chơi, người ta đem tàu, người ta ra biển, người ta chơi á các bạn. Đó, chiếc này nó đang xuống nè các bạn. Chiếc này á, chuẩn bị nó đi lên. Đó, chiếc này nó đang xuống nè các bạn. Còn chiếc này đang xuống nó để nó câu chiếc tàu nó lên. Chiếc tàu nó đây nè các bạn. Chú lái này vô hả chú? Chú lái này lên hả? Chú đi sáng giờ rồi hả? Câu được không chú? Dạ hả chú? Quay chiếc của chú. Dạ. Chú mua chiếc này lâu chưa chú? Dạ hả chú? Chú đi hoài vậy hả? Đi câu hoài vậy hả? Hôm nay chú đi câu là có nhiều không? Không có hả chú? Chắc sống quá phải không? Mở hoài đi câu ở ngoài đó có ghẹ không chú? Tại chú biết sao không? Cầu Đô Nà đó, người ta đi câu nhiều quá chứ mấy mỗi năm ta lo đi làm á chú. Dạ hả chú? Bên kia tàu trắng của người Việt, bên đây chú này cũng người Việt luôn. Trên trước chuẩn bị xuống nè các bạn.
Sao mà hả chú? Mỗi tuần mỗi đi hay là lâu lâu mới đi lần chú? Dạ, sao đi có mình chú vậy? Dạ hả chú? Ghiền rồi, ghiền biển rồi phải không chú? Ghiền biển, ghiền tàu rồi. Bây giờ á, đi cho vui thôi. Vui thôi. Rồi, bye chú. Đây cái chú này người Việt nè. Đó. Mỗi tuần á chú đi á, cơ đi á, đó, chú tàu của chú lên nè. Chú đi sáng giờ rồi chú đi câu cua. Đó. Đó, các bạn thấy chiếc tàu người Việt không? Đó, bây giờ chuẩn bị nó ra nha các bạn. Rồi tới đây á, là coi như là mặt nước của mình nó hết rồi nha các bạn. Hãy cho cái nút sau, nếu các bạn coi hay nhớ like cho mình, like nha các bạn. Bye các bạn, tạm biệt các bạn.